Nãy giờ tụi con bàng hoàng xốn xao vì nghe tin thầy Pháp Hòa vừa chết. Tụi con tiếc vô cùng một vị thầy trẻ mà có tâm với đạo mà sao chết sớm. Cho nên tụi con định phon qua chùa chia buồn và xác nhận. Thôi giờ con biết thầy còn đang nói chuyện với con mừng. Pháp Hòa nói dạ, Pháp Hòa còn đang thở. Rồi đó một, cứ lâu lâu mà thật sự tin đồn bệnh á thì không cần phải đồn gì, bệnh thiệt. Nãy giờ quý vị thấy mà khó chịu, bệnh thiệt, cái bao tử từ chiều giờ nó không khỏe, nhưng mà lên đến đây rồi nó giống như bà nhập vậy đó, quên hết trơn. Đồn bệnh là cũng thương chứ đâu có gì đâu phải sám hối, phải không? Cho nên á, Pháp Hòa xin thưa đại chúng như thế này nè, có nhiều Phật tử thương nói trời ơi lúc này thầy nổi tiếng quá. Pháp Hòa nói dạ mô Phật, Pháp Hòa không có ham đâu, đừng mang tiếng là Pháp Hòa mừng rồi. Vì ở đời mà cây cao thì gió càng cao, cho nên đừng mang tiếng là Pháp Hòa A Di Đà Phật rồi, không ham nổi tiếng. Cho quý vị có thương thì để lòng thì biết vậy thôi được rồi, chứ còn bây giờ mình không có cần chi mà phải đính chánh gì hết trơn á, vì cũng từ cái quan tâm mà thật sự là không có khỏe. Quý vị thấy tướng tá tròn trịa mập mạp gì chứ thuốc không á. Thùng rỗng nó hay kêu to. Bánh xe bự đà hơi không chứ có gì đắng. Hết giờ rồi.